Hello, xin chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình là Thành đây. Hôm nay rất lâu rồi mới quay trở lại với bài giảng liên quan đến các cái thư viện trong Python. Hôm trước thì mình và các bạn chúng ta đã đi tìm hiểu cái Marshmallow đúng không? Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu những cái thư viện trong cái Marshmallow này giúp chúng ta có thể validate được các cái trường. Rồi, thì mình sẽ thêm một cái validate ở đây. Nó là một cái thư viện con nằm trong cái Marshmallow này. Thì cái validate này nó chứa rất là nhiều thuộc tính giúp các bạn có thể là validate các cái thuộc tính mà các bạn mong muốn. Rồi bây giờ mình sẽ thử gọi ra một thằng trong validate này nhá. Thì bây giờ với thằng name này mình sẽ thử bắt buộc cho nó là chỉ được phép là tên là Thành hoặc là Nam đúng không? Thì mình sẽ sử dụng cái validate này như nào. Đó, thì validate bằng này chấm one of. Đó, cái one of này thì các bạn sẽ truyền vào cho mình một cái list. Đó, list mà các bạn muốn. Ví dụ như là mình bắt buộc nó phải là tên là Thành hoặc Nam thì sẽ là hai cái tên này. Đó. Ok. Thì khi mà các bạn truyền vào một cái tên khác, ví dụ như tên là Thành Lã này chẳng hạn này, thì nó sẽ báo một cái lỗi. Đấy. Bây giờ mình thử chạy nhá. Ok, run phát. Kéo này lên cho bạn nhìn rõ này. Đây thì báo một cái lỗi là variation error này, nó là must be one of Thành hoặc Nam đúng không? À, bây giờ mình sẽ chuyển thành thành một cái thì nó sẽ ok thôi. Đó. Được chưa? Bây giờ mình sẽ cho các bạn một vài thuộc tính khác, ví dụ như là validate chấm chấm end đi. End tức là các bạn có thể là sử dụng được nhiều các thuộc tính ở trong này bằng một chẳng hạn. À, ví dụ mình truyền thêm một cái one of nhưng mà là một chữ thôi, chữ cái thôi nhá, ví dụ chữ T chẳng hạn. Đấy, nhưng mà mình lại có thêm cả cái trường validate len min bằng một này thì min bằng hai đi, min bằng hai thì các bạn nếu như các bạn truyền chữ T này ấy, truyền chữ T vào đây rồi nhưng mà chạy đây thì nó sẽ nhảy vào cái validate thứ hai, nó là len, phải minimum nó là hai đúng không? Đấy. Mặc dù nó đã pass được cái đầu tiên nó là t nhưng mà cái len của nó bắt buộc phải là số ký tự, nó phải là hai trở lên. Ok, thì đấy là cái end này. Đấy, các bạn có thể dùng cái end này được nhiều các cái validate kết hợp với nhau. Đấy. Rồi tiếp theo mình sẽ sử dụng tiếp một cái thư viện con ở trong Marshmallow, đó là postlet. Đây, postlet. Cái postlet này thì nó sẽ có tác dụng là xử lý cái data trước khi mà các bạn validate. Đây, mình sẽ thực hành luôn cho các bạn xem nhá. Đây, nhìn các bạn, chỗ này nó không không cách ra này là nhìn hơi khó đúng không? Đây, các bạn a còng postlet một cái. Rồi, đây chính là cái a còng postlet ở đây có nghĩa là các bạn truyền cái function ở phía dưới vào cái hàm này, vào cái hàm postlet của nó. Đó, thì các bạn cái này tự dưng mình quên mất tên nó là như gọi là như nào rồi. À, decorator đúng không? Decorator. Đó. Ví dụ như là mình sẽ bỏ hết các cái trước khi validate thì mình sẽ bỏ hết các cái ký tự khoảng trắng cũng như là mình sẽ lower hết các cái tên đi đúng không? Đấy, thì mình sẽ viết một cái hàm nó là customize lại. Name chẳng hạn. Các bạn truyền vào đây đó là gì? Truyền vào đây đó là cell này trước đã, nó class mà đúng không? Đây, in data chính là cái cục mà các bạn truyền vào keyword argument nhé các bạn nhé. Nói chung là cứ truyền vào cho đủ thôi. Argument này, ok. Bây giờ các bạn sẽ biến đổi cả in data name này. In data name chấm lower đúng không? Như mình vừa nói lower đi. Các bạn strip nữa, đấy là các bạn sẽ bỏ cái đó. Rồi các bạn trả lại nguyên cái cục in data. Đó. Thì đấy chính là postlet. Giờ mình sẽ thử nhá. Các bạn bỏ cái validate ID này. Bây giờ chỉ validate nó là string thôi đúng không? Đấy, string thôi. Rồi. Bây giờ mình sẽ
thử viết cái tên của mình, nó viết hoa nhé, in hoa hết này, có khoảng cách giữa hai đầu đúng không? Đây là cái trường hợp mà khi mà người dùng mà họ nhập những cái tên mà họ lại vô tình là nhập cả khoảng trắng vào đấy, thì cái postcard này giúp các bạn xử lý vấn đề đó, hoặc đó là mình có thể sửa được cái lỗi của người dùng ấy. Ok, và bây giờ các bạn có thể là print lại cái video để xem kết quả. Các bạn thấy cái name của mình không? Nó bị biến đổi này, biến đổi là thành đấy, sau khi được đi qua cái postcard thì nó sẽ biến thành cái này. Nó trả về là tên viết thường đúng không? Và không bị khoảng trắng. Thế trên thực tế thì chúng ta không validate, không làm cái này đối với tên nhé. Tên thì bắt buộc chúng ta sẽ phải viết hoa trên cái đầu đúng không? Ok, thì đấy là postcard. Ok, thì tiện đây mình sẽ nói thêm một cái thư viện con nằm trong cái Marshmallow, đó là cái preload luôn nhá. Thì vừa nãy mình có hơi nhầm một xíu về postload. Postload tức là nó validate xong thì nó mới xử lý. Còn đây preload là nó sẽ xử lý trước khi cả validate. Đây mình ví dụ cho bạn một trường hợp cho bạn dễ hiểu nhá. Thì cái mình viết một cái customize name ở đây, và nó cũng làm cái việc tương tự giống cái postload đúng không? Tức là lower hết cái name và strip nó đi. Ok. Và bây giờ mình sẽ truyền vào đây, đó là name viết hoa nhá. Rồi, name viết hoa này. Và cái validate one up của mình thì nó vẫn là như này. Thì bây giờ nếu như mà không có cái preload này thì có nghĩa là cái tên này hợp lệ đúng không? Nhưng mà khi mà có preload này rồi ấy, thì nó sẽ biến đổi cái thành của bạn thành cái chữ in thường hết, sau đó nó tiến hành validate và nó sẽ chạy một cái lỗi như này. Đó, thì nó sẽ báo lỗi là cái must be one up thành đúng không? Tức là nó sẽ validate, nó sẽ biến đổi data của mình trước khi validate. Đó, thì nó sẽ báo cái lỗi này. Ví dụ mình tắt cái này đi, thì các bạn sẽ thấy là nó hoạt động bình thường. Rồi, đợi, tức là cái thành của mình là hợp lệ. Ok, thì các bạn sẽ hiểu cho mình là preload và postload nó khác hoạt động như nào nhá. Một cái tiếp theo mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là cái validate. Cái này thì các bạn giúp các bạn có thể customize cái validate theo từng trường các bạn mong muốn. Ví dụ mình sẽ thử là validate cái thằng tuổi này. Nó phải nếu mình mà nhỏ hơn 0 mình sẽ raise cái lỗi, và lớn hơn 30 tuổi thì mình sẽ báo ra lỗi nhá. Đó thì mình thử làm cái xem. Thì mình cũng decorator cái này. Đấy. Decorator, gọi decorator ra. Validate. Ok, đây cái hàm này thì các bạn phải truyền vào một cái hàm khác. Dep này. Validate. Mình đặt tên nó là validate lại tuổi đi. Validate S này. Ok, truyền vào đây đó là gì? Đó cell thôi đúng không? Đấy. Rồi là cái value. Value chính là cái tuổi các bạn truyền vào ấy. Cái decorator này giúp cho các bạn biết là cái value này nó sẽ là thuộc tính S này, các bạn đã viết đúng cái tên của nó nhá. Rồi thì nó là đang dùng string đúng không? Thì mình có thể là if này in S, biến nó thành cái kiểu số nguyên. If value, chỗ này value thì nhỏ hơn không ấy, thì các bạn có thể là raise một cái validation error chẳng hạn. Validation error ở trong này đấy, raise error đấy, họ chuyển về message đó là is must be đúng không, đó là cái tuổi của bạn. Creator san không. Tương tự nếu như mà trường hợp nhỏ hơn lớn 30 thì các bạn để là lower đúng không, hay là less, hay not be đúng không, not be greater than 30. Đó, thì đây là hai cái lỗi khi mà các bạn nhập vào tuổi nó bị nhỏ. Ok, và chúng ta thử nhá. Đấy, ví dụ với là tuổi là 31 đi. Đúng không? Mình sẽ
báo lỗi này. Đấy, thì tuổi của bạn phải lớn hơn 30. Và nếu như các bạn truyền đây nó là tuổi âm chẳng hạn này, hay là không thì nó sẽ cũng sẽ báo lỗi. Không vẫn được à? Nhỏ hơn không à? Cái này phải nhỏ hơn không, thêm nó bằng không được. Đấy, nhỏ nó bằng không thì nó sẽ báo lỗi nhá. Đó, thì phải lớn hơn không. Rồi thì các bạn hiểu được cái validate chưa? Đấy, thì validate này giúp chúng ta tự viết một cái hàm để có thể validate cái trường mà chúng ta mong muốn thôi. Đó, thì decorator. Ok, thì có lẽ là về thư viện Marshmallow thì mình sẽ dừng tại đây thôi. Và khi các bạn sử dụng thì các bạn có thể tra thêm các cái thuộc tính mà các bạn mong muốn. Đấy, thì đấy là những cái thuộc tính cơ bản mà hay dùng nhất rồi. Ok, thì cảm ơn các bạn. Bye bye và see you again.